Cho mày vừa hậu này. Ôi, con bù đấy. Con bơ ké ngông ngông đấy con. Được chưa? Ừ. Này nó bẹn à. Đi con. Đi. Bà ơi, bà cái bài keo vậy. Bà gì keo mà dưa hấu ấy, dưa hấu mà gì đem mình, phải phun thuốc cái dừa đó à? Ơi nhạt kệ, phun mì thuốc kéo. Ui, thang hết con ạ. Ơi, cho còn này để xem. Non quá. Còn này lên á. dulu. Con lấy kia lấy gùi hả mẹ ơi. Quả này ăn mẹ. Ăn quả này. Tại mẹ mùa này. Ôi. Ngon nhờ. Ừ. Ngồi xuống ăn. Gọn nhá. Ngon. Ăn đi. Nắng quá dạ. Chơi đâu ạ? Ăn. Nắng ấy. Ăn nhanh nhé. Để mẹ gọi thêm. Con có ăn nữa không? Ừ. Khoan á. Ừ. Ừ. Cả quả đấy nữa. Ừ. Con để bao rồi. Bao ấy. Cho con ra mẹ này. bé lắm, không chưa chín đâu con ạ. Để hôm nào chín về đấy. Bẻ đi. Con ơi, bán ở gần 3 tiếng nữa này. Đúng đấy chứ bà. Nhưng mà chưa tiền đâu. Đâu đâu cả. Không phải thì không ăn được. Dương Hấu đi chị. Nóng ngọt mà. Chưa ngọt mà chị. Quả chua nhỉ, thích bán quả chua. Hôm nay lại hôm con bán chua hôm nay. Cái quả nào? Lạ rồi già. Bà có cơn không? Bà có cơn không? Ai mà tặng nó quấy nhập bên mà con 8.000 2.000 thì để cho anh rồi vào đi. Cái tăm cái chém vô. Cái gì đây đâu? Bà nói. Nó hết hơi rồi. Nặng không? Kìa nặng không? Lắm rồi. Đúng qua. Mình tiếp làm rồi. Ô, cái trần con nữa, trần con thì đó. Con này rất nhiều cặp đi. Cái cần này có ngọt mà, ngon. Đi qua đây. Cháu Hải Han này mới vậy. Bạn chọn được quá đéo. Là bảo không thích mình được cầm. Chị không mang cân à? Cân à? Chị không mang cân đi theo. Quên à? Ăn bù đấy. Ơ mẹ mẹ cái này mấy nghìn bảo ăn vô tay bù. Ăn dưa rồi. Thêm một miếng nữa. À, thôi. Bài ăn bài bán dưa. Không. 8.000 một cân đấy. 8.000 một cân thôi. Đây là ăn bé nhỉ? Chị nào mơ kế ngông ngông đấy gọt á. Nó chỉ chóng ngông. Bán quả ấy. Vâng. Với bao nhiêu? 8.000. Cho anh quả này. Bán nhau chậm. Nó cái đầm mà đấy. Nó là một cân nước rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Được chưa? Em xin bà con 6 triệu. Em lấy từ 13.000. Lấy 13.000. Thì em cái 31. Thôi. Bố là điện thoại tắt nữa nó mà. Mua cho mày nón chai rồi, bắt bò có chịu nón không? Chồng ba đi cái cả nhà nói. Lúc bắt. Con này dưa hấu lấy vào đây. Ồ, cái anh đá làm bể cuối. Lớp 16 mà đã cân 16. 1 cân rưỡi bà. 4 cân. Phải mà. Cân đây. 3.000 con lên 3.000. Ôi 4. Cân 4 à? Bà cũng cần. Bà ấy 8 lạng à. Gần 8 lạng thôi, chưa có 8 lạng đâu. Bà lấy đi. Ôi, ngó tẹo ăn nói với nó mà. Con không ngắt. Con thí à? Cái này nó cho họ lắm. Con đưa cái. Bà khắp cân rồi. Từ cuốn lên xuống đấy. Bao nhiêu con? Cho bà cân này con. Hết rồi. Đi lên ta tẹt. Bỏ ba chữ nó nín, bỏ chữ. Đây là. Làm cái gì á? Mà có mua lắm hồn thì trả hồn chứ rồi có chanh dứa thì ít rồi. Cái tới này giá nha. Cái thái hai nè, phải cho với đôi. Ông cái thái. Mình làm bác bác. Anh nạ đưa đi nè. Chị bán 8.000 một cân. Thế cho em 2 quả mới. Bà lấy dưa bà. À. Ông ăn đồ ăn về mớ không nó cắt bèn dẻo này các thứ như thế là luôn á. Như cái đây đấy, đồng ý như đây rồi. Vô, qua lăng ngó ngó vô bên mặt con. Ông ăn nó rất đấy nè. Phải tới rất đấy như vậy. Anh nói nó rất đấy rồi không dặn nó rất đấy rồi đi chỗ mà tôi lấy nó thôi. Bà cứ để lại nghe lại. Còn bên kia ấm về đi. Bà này chỉ đang một cái. Chết được lại rồi đó. Chết được lại tay đi ra tôi để chết lại ba. Ai ra ai để tay cảnh. Tại ba không nhà tám biến đi nhỏ ít đi tô. Tại tay biến. Tại biến này đây các bạn. Học cái này đây. Để tiền cho con ăn nhá. Bà muốn lấy nhưng mà cũng muốn để cho con ăn rồi. Để về cho nó ăn thôi nhỉ, cho con ăn thôi. Đâu? Nói bé nha. 6 10.000 được 4 cái tới nào quá vậy? Được này. Tiền nào phải mẹ tiền mất giá cả. Đã thèm rồi. Đúng rồi. Ăn thì mùa đấy. Mùa như thế này nhỉ? Mùa thế này, cắt thế này không? Cái này có cắt. Cái này cắt á? Ăn đoạn này ra. Yeah. Đây, tầm mình gọn nhá. Không còn á? Còn ăn mới ngon chứ. Còn như thế mẹ. Ăn thế là mới đẹp cho nó sắp dụng rồi. Để ăn ngon không? Ngon á. Cái này khoảng cân nhá. À, xong đi xin họ làm dân đi làm nhà. Làm tường á. Mà làm hết tường. Mùa đông rét về không ở được đâu. Mình đan chè này không ở được đâu. Mai lạnh á, mình đi bày dầm về đạp xong là lấy trộn với đợn về đạp lên đi. Làm tường á. Đi chà. Cởi mụn hết rồi. Đây. Mấy cây chè cũng được đâu, mụn hết rồi con ạ. Làm mụn hết rồi con, xong gấy rồi. Ăn xong cho con, xong mình đi đó. Còn xong gấy rồi. Đi. Này con này, tôi mua. Đi. Cô vào anh không muốn? Không. Thế cho em xin nhé. Em cảm ơn. Giờ làm kiểu gì nó lấy được về nhỉ? Con ngồi ở đây, đứng đây về mẹ nhá. Lò đi chơi à? Của con lừa cháu ạ. Tuyến này. Tuyến này đấy. Tuyến nó vào tiếng nhỉ? Tiếng nhỉ? Trời lúa à? Trời lúa. Đỡ thì nó chỉ lúa. Đã đẹp lắm. Cái chỗ đã đào một tí, cái chỗ nương lúa ở trên này nó chỉ không có học một tí để đào hết. Không, cái đoạn này họ đi chặt đến cái đồi trên này thôi. Cái chuối kia vứt mấy cái đá kia mình vứt đi nha. Nón cho mẹ. Nón này. Cậu ơi, cậu lấy nón này. Chị ơi. Rồi, chuẩn bị phải đặng thế nhỉ? Dạ. Cậu đặng người ta. tay mẹ bú con. Lấy nón cho mẹ. Giá tiền bao nhiêu nhỉ? Chị có nhiêu không? Thế bây giờ chị chưa có đủ tiền ấy, sao là đợi mấy hôm nữa chị bán hàng không tính giá nhé. Được nhé. Cái này mới được nhiều con ạ. Được giống bẩn đó con. Đi cẩn thận nhá. Đi để bên kia thấp nhá. Để bên kia. Sao con không để bên này thấp ấy? Tắm đi con. Uống nước tắm cho mẹ đi lấy kìa. Đó. Rửa chân tay đó. Đây mẹ hồi con tắm, người cho con cởi áo đây, bị tắm mặt như thế. Cắt tắm á, cắt tắm. Tắm đi, tắm đi. Xong đi vào nhà. Đẹp không? Bột thế này đẹp không? Wow. Để áo đấy chứ con. Mặc quần nhé. Mặc quần áo lại đấy à? Thế thì phải chờ bà cơ. Thế sẽ cầm này đi học chứ? Ừ. Nhanh. Em thì còn một lúc nữa. Rồi cái kia chín rồi bà. Cái nào? Thế này có xúc xích. Thế lấy xúc xích thì lấy. Để đó bỏ chị ạ. Ờ, ăn cỏ thứ ạ. Cỏ thứ là phải. Ăn là thương con bỏ đấy. Con lỏng quá, con bỏ ra một tí nữa. Như cái sứa này, sứa nặng lắm rồi. Con không vào lớp nhá. Đây mẹ à? Con đi học giỏi nhá. Ngoan nghe chưa? Đến đây, vào lớp rồi con. phải dài mà là nó tròn tròn kiểu dài quá, hai loại. Không có thời gian trồng cái này con. Con lấy thế thôi, lấy một mình bà khác ăn. Vào. Cái đốt mòn lắm rồi, có thấy đốt mòn không? Không có đốt cho chó đâu chị ơi, có đốt tường thôi, thấy đốt tường thì đốt ra. Chứ ăn được gì mà nó ăn được mấy dưa. Trước phục hồi được cũng luôn. Bắt đầu như kiểu lên dốc hay xuống dốc là dính luôn đúng không? Này khoai đi chị. Cân nhé. Em bán cân 5.000. 2 cân. Kêu luôn đây đấy. 23. có ví đâu. Lố tới ngay. Hãy subscribe Thì tương cây là khai ra từ cây hiểm rượu. Từ cây không ai hiểm rượu. Ê, giờ hả đi thăm kho tiền nữa nè. Có giờ hả đi thăm kho. Hả bố mình. Giải thờn. Giải thờn là địa phương như chưa thế này. Giải thờn thờn thờn. Ủa? Ở dân lao của bác mình. Với lại quán Điền Viên rồi. Điền Viên mình bác hả hợp. Điền Viên nó tốt. Điền Viên nó tốt tương là hả nếm sầu nó. Chúng ta ở quả. Hả nếm hơi của tất cả. Cô ất tà. Tiếng là từng tiếng. Cũng không. Như con bấm nhanh như đấy. Nhát như bình nha là mình nhát như tới một cái cây tại cái thơ rồi. Việc quân như thế xía nhả ngay. Ngã đáng tại chị kia nó chặt hai nị có trên nó đan trên nị nhìn mà kia chặt vào mà kia chị trên này Việt Nam vào đa chui thì ai bây giờ cùng à anh du à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chiều à? Nó đúng mà chị nó chiều chiều à? Ồ. Thì cái mày hóa chặt chuồng gộp tổ như tờ tiêu quá. Chuồng gộp tổ như tờ tiêu. Cái này lại. Nuôi đặng cho đứa em làm má ở tổ tùng đình ấy. Đó nhà. Đó nhà chọn này. Mình cái ra là chọn cho. Ôi mình biết cái liêu là nó bằng á. Ôi mình biết cái liêu là giờ tưởng hết ôi mình phải tới vô. Vẫn tôi lại tới đi liền à. Những cái đó thì một cặp. Nha, họ coi, chơi ngon ta chơi mà không thấy. Mình nhau này. Cặp đồng. Được kiếm. Các bạn đã liếm. Cô đã liếm tại nó lại được vui như đây. Tốt nhạc. Nhà cha nhà mọi người ạ. Không ạ? Ừ. Không ạ? Ừ, tuần ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ một thôi không đi. Chui lót, chui nó ít bé, nó xe nó bé nữa. Đúng á, đám mà chui nữa, ăn một món chui nữa. Nó cả nó xe nó đi.